Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cái game MUH5 Đại Thiên Sứ chơi theo kiểu màn hình dọc. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm cái game này để xem là có gì hay không nhá. Let's go. Vào kỳ tích này, S1 đi. Vào game. Đó, úi xồi, pháp sư này, kiếm sĩ này, pháp sư này, kiếm sĩ này, cung thủ này, pháp sư này, pháp sư đi. Đặt tên Lê Minh Hải. Mình sẽ lấy nhân vật làm pháp sư. Vào game. Trên thị trường game Việt Nam thì MU vẫn là một trò chơi được rất là nhiều người ưa chuộng, vì MU này nó có cái thương hiệu từ thời ngày xưa, nó là game online đầu tiên vào Việt Nam. Do vậy và rất nhiều người biết đến cái thương hiệu MU và chơi cái game MU này, kể cả trên bản là PC, rồi là trên web, rồi cũng như là trên mobile, rất là nhiều người chơi. Ok, cái gì đây, kim cương à? Cho kim cương lấy à? Gì nữa đây? Mỗi lần tạo nhân vật mới, bạn có thể tới đây để mua trang bị. Rồi, mỗi lần tạo nhân vật mới là chúng ta có thể vào đây để mua trang bị. Biết rồi, nói nhiều. Thay thế trang bị. Tiếp tục nhiệm vụ gì đây? Nhấp Gì vào nút đây? này để ra thành tiêu diệt quái vật. Cho dù sau này bạn nhấp về thành, thì nhân vật cũng vẫn tiếp tục tự động chiến đấu. Chả có gì cả. Mình nhớ là mình xem trên cái quảng cáo của cái game này ở trên các cái trang quảng cáo ấy. Rồi trên các cái trang quảng cáo của YouTube cũng như là Facebook ấy, thì mình thấy đồ họa rất là hoành tráng. Mình thấy là PC với cả game trên bản PC. Nhưng từ lúc mình vào game đến giờ mình lại thấy là gì ạ? Đồ họa cũng như là cách trang trí nó khác hoàn toàn với cái việc quảng cáo. Đây các bạn thấy đây. Làm sao có thể giống PC được, đúng không? Làm sao để giống PC được mà các ông quảng cáo không lại bảo là cái này là giống PC. Vớ vẩn. Rồi tiếp tục trải nghiệm thêm một chút nữa xem nào. Mặc trang bị này. Trang bị. Nhiệm vụ. Thay thế trang bị. Làm sao để giống PC được? Làm sao có thể quay trở lại cái ký ức ngày xưa được? Trang bị ngay. Vớ vẩn. Dùng. Lạc quá. Học Kỹ skin. năng sau khi học được sẽ được tự động đưa vào thành kỹ năng. Bạn có thể Skin nhấp thiên vào thạch. đây để thay thế kỹ năng khác Rồi biết hoặc điều rồi, nói chỉnh thứ nhiều tự thế. kỹ năng. Thế nãy mà bảo là giống như cả PC. Các ông quảng cáo vớ vẩn vậy. MU mà giống phiên bản PC gốc tới 99% thì mình nghĩ rằng là hiện giờ trên thị trường đang chỉ có duy nhất đó là MU Away của thằng Brazil. Hiện nay rất nhiều anh em Việt Nam cũng đang chơi ở cái game MU đấy. Các bạn có thể sang cái game MU away.net, các bạn có thể chơi chơi trên di động cũng được mà chơi trên bản PC cũng được. Chứ mình thấy game này là nó thực ra nó là web game, xong nó đưa lên app thôi. Cái này làm sao mà trải nghiệm được giống như bản PC được? Quảng cáo có vào vẩn. Đây là cảm nhận của mình thôi. Còn nếu các bạn thấy hay thì các bạn vẫn có thể chơi bình thường. Nhưng mình thấy cái game này không hay. Chơi không khác gì web game luôn. Này đánh bao giờ mới xong? Nhiệm vụ này. Gấu này. Gấu tiêu diệt bot. À đây là bot đây. Ui dồi ôi, thế này mà giống bản PC. Quảng cáo là một kiểu, đúng không? Khi chúng ta trải nghiệm game này là một kiểu khác. Đây hoàn toàn nó là web game, chứ không phải là game trên PC và chơi trên trên mobile được. Đi BK kiểu gì ạ? Lại đánh theo lượt đúng không? Thì nó là web game rồi.
À, bây giờ mình sẽ về Norancia để xem là một số nhân vật cũ, xem họ có đồ đạc như nào, xem có hoành tráng không. Đây, úi giời. Úi giời ơi. Úi giời ơi, này làm sao mà đánh nhau được. Xem nào, tích vào đây. Thêm bạn tra cứu, chắc là tra cứu đây đúng không? Xem nào nhỉ, đồ đạc. Ơ. 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 Vàng, đây là nhân vật pháp sư mà sao tra cứu lại trở thành nhân vật đấu sĩ được nhỉ? Cộng 9 này. Cộng 9 này. Để chơi cho đẹp thôi, chơi cho gọi giết thời gian thôi. Ngồi không có việc gì thì chơi thôi. Ôi trời ơi. Game trên mobile này các bạn ạ. Đây là game mobile. Nhà phát hành họ bảo đây là game mobile. Họ quảng cáo rất là hay. Vào rõ ràng đây là web game. Chơi theo diện chiều dọc. Quá buồn. Thôi mình sẽ không chơi game này nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.